Alo. Rồi, cảm ơn quý vị. Hôm nay mình học tiếp cái kinh 72, tức là kinh Chánh Kiến. Kinh Chánh Kiến thì Đức Phật dạy rằng là có bốn cái điều kiện để một người chấm dứt phiền não, kết thúc sanh tử. Đó là hai pháp: chánh kiến và chánh tư duy. Chánh tư duy ở đây được chia ra ba phần. Cộng với chánh kiến thành ra là bốn điều. Không biết các vị nghe kịp không? Tức là bốn điều, nhưng mà trong đó hết ba điều là chánh tư duy, rồi điều thứ tư tức là chánh kiến, chỉ có hai cái điều này. Và chúng ta cũng được biết rằng cái giáo lý tam học á, trong cái bát chánh đạo á, như sau nha. Tam học được bát chánh đạo như sau, tức là chánh kiến và chánh tư duy thuộc tuệ học, rồi chánh ngữ nghiệp mạng thuộc giới học, còn lại là định học. Tam học trong bát chánh đạo nó như sau: chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ học, ngữ, chánh ngữ, nghiệp mạng thuộc về giới học, còn lại chánh niệm, chánh cần, chánh định nó thuộc về định học. Và ở đây thì ngài chỉ nói chánh kiến, nói ngài chỉ nói tuệ học thôi. Đó cũng là một cái cách nói của ngài, bởi vì một người không có giới thì làm gì có định, mà không có định thì làm gì có tuệ nha. Không, trước hết là không có ba la mật á, thì làm gì có giới học? Mà không có cái nền tảng giới học á, thì làm gì mà có cái nền tảng định học? Ở đây tôi cuối tôi xài chữ định học nha, có xài cuối chữ nền tảng. Mà không có tuệ, không có định á, không có định á, thì làm gì có tuệ? Mà không có tuệ đó thì làm sao giải thoát? Nhớ cái này. Cho nên là có lúc ngài chỉ kể tuệ, có lúc ngài kể tam học, có lúc ngài kể bát chánh đạo, nhưng mà ở đây thì ngài chỉ kể có cái tuệ học thôi. Kể tuệ học giống như mình nói gọn, mình nói là ông bố nói với con đó là con mà không có lo học hành thì làm sao mai mốt có sự nghiệp. Nhưng mà đứa con nó phải hiểu ngầm là muốn học hành đó là nó phải có tùm lum chuyện khác. Nó có tùm lum chuyện, đầu tiên là có, nó có sức khỏe nè, nó có sức khỏe rồi, rồi nó phải có cái vốn sống tối thiểu để nó có thể gặp gỡ thầy bạn, rồi cái chỗ nó ở trọ, rồi cái chuyện mà nó sinh hoạt mỗi ngày, cái bà chủ trọ, rồi cái bà mà nấu cơm tháng cho nó, tất cả nó phải có quan hệ xã hội tốt, rồi nó phải có sức khỏe tốt, hết rồi nó có cái điều kiện tài chánh tốt. Ví dụ mỗi tháng bố mẹ cho nó bao nhiêu nó phải biết thì xài như thế nào hợp lý, để mà nó còn có tiền cho tháng sau, và có tiền cho cả năm học, rồi cho cả cái thời gian học đại học. Thì tất cả những cái chuyện đó nó là bố gom chung là còn thứ thôi. Bố chỉ nói là con không lo học thì làm sao mai mốt có sự nghiệp. Thì đứa con nó phải hiểu ngầm là cái chữ lo học này nè, nó được đặt trên cái nền tảng của bao nhiêu là cái thứ khác nữa. Chứ bố nói như vậy không phải là bố nói thiếu nha. Bố thấy mình lêu lỏng lười học thì bố nói là con không lo học làm sao mai mốt có sự nghiệp, làm sao mai mốt mà lo cho ba má luống tuổi nha. Thì bố chỉ nói gọn có một cái chữ học thôi. Nhưng mà đứa con đó nó phải hiểu
là cái chữ học này nó phải được đặt trên cái nền tảng của bao nhiêu là thứ khác nữa nha. Chứ không phải là bố nói thiếu đâu. Mà nếu nó đang là sinh viên mà nó nói rằng bố nói vậy là bố nói thiếu, sao bố không nói đến sức khỏe rồi tùm lum, thì là cái đứa này là nó không có sinh viên nữa, mà nó là cái đứa gọi là trốn viện, nó đi ra đó trốn viện hoặc là nó quên uống thuốc, chứ còn không cách nào mà nó có thể nói bố nó dạy thiếu hết trơn á nha. Ở đây cũng vậy, có trường hợp ngài nhìn cái căn cơ của người trước mặt mà ngài nói là 37 pháp bồ đề, có lúc ngài nói chỉ có bát chánh đạo, có lúc ngài nói nó là thất giác chi, có lúc ngài nói là ngũ căn ngũ lực, có lúc thì ngài nói là tam học, có chỗ thì ngài nói là định và tuệ. Chẳng hạn như tăng chi mà phần hai pháp đó, ngài có nói rằng này cái tỳ kheo đây là hai pháp mà khi mà tu tập tới nơi tới chốn chỉ dẫn đến lợi ích lớn, quả báo lớn, dẫn đến giải thoát thành tựu chánh trí, đó chính là thiền chỉ và thiền quán. Ngài không nhắc gì tới giới hết, thì có chỗ ngài chỉ nói chỉ và quán thôi, samatha và vipassana. Và sẵn ở đây tôi nhắc lại là có rất nhiều người hôm nay lười đọc kinh điển, đọc ba chớp và nhán trên chỗ này chỗ kia một chút, gọi là nghe đầu này đầu kia một chút, rồi kể cả một vị giảng sư rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, vị đó nói bên Bắc Tông á, vị đó nói là cái chữ vipassana nó là cái chữ đó và cái khái niệm mà vipassana nó là chỉ có đời sau. Chứ còn đời xưa không có, mà vị đó rõ ràng là không có đọc trong 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 chánh tạng. Chánh tạng có nói rõ ràng cái chữ vipassana mà, trong trường bộ cũng có nói, trong tăng chi cũng có nói nha. Trong trường bộ là kinh thập thượng với kinh phúng tụng, trong đó ngài có nói đến chỉ và quán mà, samatha và vipassana có nói mà. Cho nên tùy cái chỗ, tùy cái đối tượng mà Đức Thế Tôn thì có cái cách trình bày về con đường giải thoát theo nhiều cái lối khác nhau, như là bố mẹ dạy con. Bố mẹ dạy con thì cũng tùy đứa tùy lúc mà cái kiểu nhắc nhở nó không có giống nhau. Cũng cái đứa đó thôi, nhưng mà tùy lúc nhé, tùy lúc nói cái này, tùy lúc mình nói cái kia, nhưng mà mục đích chung là muốn cho con nó tốt, chỉ vậy thôi nha. Chứ mình không thể nào mình khư khư một chiều mà nó bỏ học. Ủa sao bỏ học? Bố nói là là tất cả, sao bữa nay bố lại nói là sức khỏe là tất cả là sao đó, nó khổ vậy đó. Thì ở đây mình thấy là cái con đường dẫn đến giải thoát chỗ này Đức Thế Tôn này chỉ nói đến tuệ học thôi, tức là chánh tư duy gồm có ba, là sao ta, là đó là ly dục vô sân và bất hại. Ly dục có nghĩa là không thích gì nha. Chánh tư duy đầu tiên đó, ly dục hoặc là trong đây kêu là tầm viễn ly đó nha, tức tầm viễn ly là không thích thú đam mê trong sáu trần đó, cái đó gọi là tầm viễn ly. Rồi cái tầm không sanh ở đây chính là tầm viễn ly, tức là tầm viễn ly chính là cái tâm sở vô tham, nhớ nha, tầm viễn ly chính là tâm sở vô tham. Rồi cái sanh viễn ly á, chính là cái tâm sở vô sanh nha. Rồi còn cái thứ là gọi là tâm tầm không hại ở đây đó, tức là bất hại tư duy đó, bất hại tư duy ở đây đó chính là tâm sở bi đó, nhớ nha. Nhớ cái chánh tư duy nó gồm có ba, tức là vô vô tham tư duy, tức là ly dục tư duy đó, nó chỉ cho cái tâm sở vô tham. Còn vô sân tư duy thì chỉ cho cái tâm sở vô sân. Còn hại tư duy có nghĩa là chỉ cho tâm sở bi, nhớ nha, bi bi tùy hỷ đó, ở trong vô lượng phần của tâm sở đó, nhớ nha. Rồi mà tại sao ba cái này quan trọng? Nghe cái tên thì nó thấy nó hơi ngộ ngộ, nhưng mà ngẫm lại thì đúng, bao gồm tất cả là sao ta, tu hành giải thoát là nhắm đến việc không thích gì, mở một đơn vô tham, rồi không bất mãn cái gì, mở một đơn
là vô, vô sanh. Và bất hại là không có lòng, không có lòng làm tổn thương, xúc phạm, chống phá, tổn thương, xúc phạm, chống phá, đối đầu với bất cứ người hay vật. Tu hành giải thoát là nhắm đến việc không thích gì, rồi không bất mãn cái gì, và không có lòng làm tổn thương, xúc phạm, chống phá, đối đầu với bất cứ người hay vật, thì gọi là bất hại tùy duy nha, không nỡ nha. Tôi chỉ ví dụ nhẹ thôi, đừng có lấy nó làm điều. Thí dụ như mình thấy cái người mà chơi hoa chơi kiển đó, họ nhìn thấy cái chậu kiển đó mà nó khô lâu ngày không có tưới, là họ nhìn họ cũng xót. Thì có hai trường hợp, một là do họ tiếc của, nhưng cũng có trường hợp là họ không nỡ thấy một cái sức sống mà nó đang bị héo úa tàn phai, nó đang bị đe dọa, một sức sống đang có vẻ rất đổi mong manh nha, họ không nỡ, họ không cam tâm, họ không nhẫn tâm. Nói chi là mình nói mình làm một cái chuyện gì đó, một động thái lớn nhỏ mình để đem lại máu và lệ cho người khác, cho chúng sinh khác, dầu đó là con ruồi, con kiến, con trâu, con chó, con heo, con dê, con người, nam phụ lão ấu, mà mình nói mình làm sao đó mình cho người ta chảy máu hoặc chảy nước mắt á, thì cái mình không có làm nha. Thì cái đối tượng lớn á, là động vật, là chúng sinh, nhưng mà cái đối tượng nhỏ hơn đó là vật vô tri, thì cái người tu hành nó không có nở, không có cam tâm. Đó là cái lý do, đó là cái lý do mà Phật dạy tỷ kheo không có đào đất, rồi đốt lửa, rồi cái gì nữa ta, chặt chặt phá, chặt đốn, cây lớn bé. Có không ta, có cái giới này không ta? Alo, có cái giới này không? Là Phật không có cho tỷ kheo đào đất, đốt lửa, rồi chặt đốn cây cỏ lớn bé. Đó, mình thấy chưa? Có nghĩa là nó không có nhẫn tâm. Khi nào mình nhà quê nông thôn mới chắc biết là mình chọt cái xuống của mình xuống đất á. Nếu mà thật sự mình mà là hành giả sống chánh niệm, thường xuyên an trú chánh niệm, trí tuệ và từ tâm, thì các vị biết khi mà các vị đặt cái xuống xuống đất, gọi là đào nó, chọt nó xuống, các vị có biết rằng bao nhiêu sinh vật nó sẵn sàng chết đi dưới cái lưỡi xuống, dưới cái nhanh cái nhát đào của mình hay không? Nếu mà thật sự mình sống bằng cái từ tâm liên tục và thường trực, một cái từ tâm mà coi như tràn ngập sung mãn, mình không nỡ làm chuyện đó, các vị có biết không? Đó gọi là bất hại tư duy đó, không nỡ, không cam tâm, không nhẫn tâm nè. Còn cái vô sanh tư duy là không có bất mãn, không bất mãn cái gì ở đời, dầu đó là nội hay ngoại nhẫn. Nội nhẫn là gì? Có nghĩa là chịu được những cái khó chịu của thân tâm, bản thân mình chịu được. Còn cái ngoại nhẫn là cái gì nó ập từ bên ngoài vào, như thời tiết nóng quá, lạnh quá, ruồi muỗi, rồi lời ong tiếng ve, thị phi, lặp 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 la từ cuộc đời nó nhắm vào mình á, thì nó gọi là ngoại nhẫn. Mình chịu được cái đó gọi là ngoại nhẫn, thì có được nội nhẫn và ngoại nhẫn như vậy đó, được gọi là vô sanh tư duy nha. Còn cái ly dục hay là vô tham tư duy, có nghĩa là khi mà sáu căn biết sáu trần, mình không để mình phải đắm đuối đê mê thích thú đối với bất cứ cái gì nó là, đó là trên nguyên tắc phải nói như vậy nha. Chứ như các vị cứ đòi hỏi là ông nói như vậy mà ông có đặt chưa thì không có được nha. Tôi đang nói nguyên tắc là phải nói như vậy. Có nghĩa là ly tham hay là ly dục ở đây có nghĩa là không để cho sáu căn sáu thức của mình nó chạy theo sáu trần, rồi nó thích cái này, nó thích cái nọ, không thích trong sáu trần được gọi là ly dục hay là vô vô tham tư duy. Không bất nhẹ, không bực mình, không khó chịu với bất cứ sáu, với trần nào trong sáu trần, thì đó gọi là vô vô sân tư duy. Rồi không không có cái nhẫn làm tổn thương, xúc phạm người hay vật, thì đó gọi là hại tư duy, nhớ nha. Thì đây ba cái này cộng lại được gọi là chánh tư duy. Thật ra đó, một cái chánh tư duy này là đủ đại diện cho bát chánh đạo rồi, nhưng mà vì cái căn cơ của người trước mặt mà Thế Tôn phải nói thêm cái chánh kiến nữa, chứ đúng ra cái chánh tư duy phải ghi này,
chánh tư duy á, mà được tu tập á, rốt ráo đó phải có cái sự hỗ trợ của bảy chánh còn lại. Cái này kinh nói chứ không phải tôi nói nha, cái này là kinh nói nha. Bỏ mình học rồi, cái này được học rồi mới mới đau chứ, cái này học bên tương ưng rồi. Cái là chánh tư duy mà được tu tập rốt ráo thì phải có sự hỗ trợ của bảy chánh còn lại, có nghĩa là không bao giờ có chuyện một người mà tu cái chánh này mà thiếu bảy cái chánh kia là không có. Nếu mà thiếu đó là tà đạo chứ không phải chánh đạo nha, không bao giờ có chuyện đó. Hễ mà chánh đạo á, chánh đạo thì phải luôn tuân theo cái công thức này. Công thức này là công thức gì ta? Tức là một cho bảy và bảy cho một, giống như cái tinh thần mà của hướng đạo sinh đó. Không biết các vị trong room có biết hướng đạo không? Không biết, lâu quá rồi, đổi đời rồi, nhân dân mình không biết cái trong tinh thần hướng đạo. Tinh thần này đó là một cho tất cả và tất cả cho một, đó là tinh thần đồng đội của hướng đạo sinh đó. Đó có nghĩa là giàu là mình là một cái cậu bé nhỏ xíu mới có ở tuổi sói thôi nha, thì cũng phải luôn luôn nhớ là trong một cái đoàn thể, trong một mà scout, trong nhóm hướng đạo đó, luôn luôn phải nhớ câu này: một cho tất cả cho một, một cho tất cả cho một, thì cái tập thể đó nó mới mạnh. Từng người sống phải nghĩ đến đoàn thể và cả đoàn thể phải biết chăm sóc cho từng người nha. Như có lần đó Đức Thế Tôn người đến thăm ba vị tỳ kheo ở chung với nhau trong một cái khu vườn. Ngài hỏi vì chứ trong 3 tháng an cư vừa qua các vị ở đây có an lạc không, này tu tập có tiến bộ không, thì các vị nó bạch Thế Tôn: chính vì chúng con an lạc cho nên chúng con rất là tiến bộ, rất là có kết quả. Rồi Đức Thế Tôn hỏi vì sao mà các ngươi được như vậy, vì sao được an lạc, thì nó bạch Thế Tôn: các vị thưa bạch Thế Tôn, là chúng con sống cạnh nhau, bỏ mà chúng con sống theo cái nguyên tắc là bỏ tâm mình để chạy theo cái tâm người. Nghe rất là kỳ, mình nghe như vậy mình tưởng là chắc mấy vị này phóng dật thất niệm, không có phải, mà bỏ cái tâm mình mà chạy theo tâm người, lúc nào làm gì cũng nghĩ đến cái cảm giác, cũng nghĩ đến cái quyền lợi của người ta hết. Đang đi kinh hành chánh niệm ngon lành, tự nhiên thấy có cái lá, có miếng rác, cũng cúi xuống lượm, bởi không muốn hai ông nội kia lát nữa mình cũng bị ngứa mắt. Rồi ba vị sống nhau mà thấy cái lu nước nó bị cạn, bị lưng chút, cũng ráng đi lấy nước bỏ vô, vì không muốn hai vị kia lát nữa người ta cần xài mà không có nước. Đó, rồi tối trước khi ngủ ngó sơ cái cửa nẻo, cửa lớn cửa bé có đóng chưa, bởi vì không muốn nửa đêm nửa hôm mà mưa tạt gió lùa, anh em người ta đang ngủ người ta giật mình, người ta đang tọa thiền cái người ta bị phân tâm. Cho nên vị này làm gì nhất cử nhất động thảy đều nghĩ tưởng đến hai vị kia, và một trong hai vị kia làm cái gì thì cũng nghĩ tưởng đến hai vị còn lại. Thì các vị tưởng tượng như vậy, cái sống kiểu đó mà làm sao mà không ai được. Thì trong trường hợp đó được gọi là một đoàn thể hùng mạnh, có nghĩa là một cho tất cả và tất cả cho một. Thì trong cái đạo nghiệp tu tập của chúng ta cũng y chang như vậy đó, có nghĩa là nó cũng vẫn trên cái câu cho bảy và bảy cho một. Cho nên khi mà mình nói đến cái là cái chuyện tu tập tứ chánh căn thì mình phải ngầm hiểu rằng bảy cái ông thầy chánh kia đó, bảy cái chánh kia là mà ông cũng lấp ló núp lùm đâu đó chứ cách chi mà ông vắng mặt được. Bởi vì nếu mà bảy cái kia thiếu thì cái này không được gọi là chánh nha, chẳng những không được gọi là chánh mà nó cũng không thể có mặt và nó cũng không thể được thực hiện. Này, đây là lý do vì đâu mà ở chỗ này không nói nên số 8 chánh, mà ngài chỉ nói có 2 chánh thôi, đó là chánh tư duy và chánh kiến. Và vì đâu mà có cái cách nói này? Dạ bởi vì cái căn cơ của người trước mặt họ kỵ số 8, họ nghe số 8 nhiều quên. Mà nói số 1 ít quá, nói chánh tư duy không nữa nên ít, phải dọng thêm cái chánh kiến vô cho nó vừa sức, nó kỳ đấy quý vị. Có nhiều người ngộ lắm, múc 2 chén thì họ nói no, mà 1 chén họ nói thiếu, quốc cái nó chán rưỡi cái nó dùng. Mà mình thấy cái đó hình như đúng, múc mà đầy họ không chịu, họ nói thôi em ăn ít lắm lưng lưng thôi, vậy chứ để nó làm hết chén cái mình mới làm cho họ nửa chén nữa thì họ lại ừ, chứ hồi nãy tao quốc cha nó chén đầy thì không, làm giác lưng lưng em ăn ít lắm, em ăn ít lắm nha. Nam thực như hổ mà nữ thực như nam, như họ nói vậy thôi chứ lát nó mà làm nửa chén nữa thì không sạch luôn.
Cho nên ở đây đó là mình phải hiểu nhầm như vậy. Mình thấy cái thứ nhất là cái chánh 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 tư duy là phần hiểu như vậy đó. Bây giờ qua tới chánh kiến, làm ơn vào trung bộ đọc bài chánh tri kiến để hiểu chữ chánh kiến, được được định nghĩa rộng rãi nhất như thế nào? Ồ, trong đó là sao ta? Là phân biệt thiện ác, rồi cái gì nữa? Thấy được 4 đế và 12 duyên khởi trong từng từng cái gì ta, giây phút thiện ác. Cái đó mới ghê chứ, đó cái đó mới ghê. Thiện ác là tôi viết lộn nha, thiện ấy thiện ác trong nó sâu chỗ. Hồi chưa biết đạo thì mình chỉ chạy theo thích ghét buồn vui. Dạ, còn có hại mình hại người đời này đời sau thì không thành vấn đề nha, kệ nó, cứ thích ghét buồn vui cứ chạy theo 4 chữ đó. Biết đạo rồi thì mình chỉ còn quan tâm đến thiện ác thôi. Dạ, cái gì thiện, cái gì là thập thiện, cái gì là thập ác, ác nhớ. Nhưng mà rốt ráo hơn nữa đó, chắc phải phải ghi quá, phải phải ghi giùm tôi, ghi giùm tôi nha. Bước một á, không biết đạo á, chỉ biết thích ghét buồn vui. Bước hai, biết đạo biết đạo gọi là kiểu sơ cơ á, thì quan tâm thiện ác, nhớ nha, quan tâm thiện ác. Khi mà tu tập rốt ráo đó thì hiểu được rằng thiện ác đều là nhân sanh tử, thiện đưa ta đi cõi lành, ác đưa ta đi cõi cõi. Ở đâu đến mãn thọ thì cũng phải bỏ đó mà đi, đi nơi khác khổ gì đó đó. Nên hành giả tứ niệm xứ chỉ một lòng quan tâm cái tánh sanh diệt của thân tâm để sanh chán sợ sinh tử. Phát hiện một cái này, ước gì có một cái nhân vật thị nở mà ngồi nó gõ hay quá, rồi chí phèo cũng được nữa. Phát hiện một ác tâm xuất hiện thì biết ngay đây là đây là ác hành, đây là ác hành trong 12 duyên khởi nhân dẫn đến thức tái sanh cõi đọa. Rồi cái phát hiện một cái tâm lành thì biết ngay đây là phúc hành dẫn đến phúc hành tạo ra gì ta, thức tái sanh về cõi vui. Dầu về cõi nào cũng là khổ đế, thích trong cõi nào cũng là tập đế. Wow, bây giờ hiểu chưa?
Bây giờ hiểu chưa? Đó, hồi xưa là chỉ có thích ghét buồn vui, rồi bây giờ nó đi bước nữa là biết thiện biết ác, nhưng mà chơi thêm một bước nữa là một chuyện là hành giả thấy rằng bây giờ chỉ còn là sanh diệt thôi, không còn quan tâm đến thiện ác. Là vì sao? Vì hành giả biết rõ thiện chính là thiện, tức là thiện hành đó, một cái tâm lầm xuất hiện, biết đây là thiện hành. Mặc dù cái hành nó trong duyên khởi chia làm ba, nhưng mà tôi chỉ hơi chia thành có hai thôi, đó là ác hành và thiện hành. Thì cái ác hành đó là tâm bất thiện, tham sân si á, thì mình phát hiện nó phải biết, ồ đây 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 là tâm bất thiện, chứ là ác hành, mà ác hành nó dẫn đến thức tái sanh về cõi cõi đọa. Còn mình một cái tâm lành nó xuất hiện mình biết đây chính là thiện hành trong 12 duyên khởi, mà thiện hành thì nó dẫn đến cái thức đầu thai đi về cõi cõi vui. Nhưng mà dầu cõi khổ hay cõi vui đều là khổ, khổ đế, và thích trong cõi nào cũng là thích trong khổ đế, mà thích trong khổ đế đó chính là tập đế, nhớ nha, bây giờ hiểu nha. Đó, mà trí hiểu được vậy thì gọi là chánh kiến. Bây giờ hiểu chưa? Cảm ơn cái chánh hạnh như này nè. Bây giờ mình nhìn gom lại cho bà con hiểu. Bước một, chưa biết đạo chỉ biết thích ghét buồn vui. Bước hai, biết đạo sơ cơ thì quan tâm thiện ác. Khi tu tập rốt ráo thì có phải tự phải để số 3 nha, thiện ác chấm rồi quất cho tôi cái số 3 là cái bước 3 đó. Bước 3 là khi mà tu tập rốt ráo thì hiểu được rằng thiện ác đều là nhân sanh tử. Thiện đưa ta đi cõi lành, ác ta đưa ta đi cõi khổ. Bắt đầu đến mãn thọ, mãn thọ tức là hết đời đó, thì cũng phải bỏ đó mà đi nơi khác. Nên hành giả tứ niệm xứ chỉ một lòng quan tâm tánh sinh diệt của thân tâm để chán sợ sanh tử. Phát hiện một tâm ác xuất hiện thì biết ngay đây là ác hạnh, ác hành, ác hành, ác hành trong trong 12 duyên khởi nhân dẫn đến cõi đọa. Mà dầu rồi cái phát hiện một cái tâm thiện thì biết đây chính là thiện hành nhân dẫn đến cõi cõi vui. Các vị ghi thiếu rồi, các vị ghi thiếu rồi, khổ quá ghi thiếu rồi. Mai là người ta đọc cho mình viết đó, mà còn viết thiếu thì tại sao mà mình phải sống chi để cho cái đất nha. Phát hiện một cái tâm lành đó thì biết ngay đây là phúc hành mà dẫn đến cái cõi, cái nó tạo ra cái thức tái sanh về cõi vui. À, mà giàu về cõi nào đi nữa sống mãn thọ thì cũng phải bỏ nó mà đi. Wow, nhớ nha, giàu anh về anh có về cõi vui hay là cõi khổ thì hết tuổi thọ anh phải đi qua cõi khác. Còn các vị hỏi tôi cõi khác là cõi gì, dạ thưa các bố, tùy vào cái tiền nghiệp trước đó nha. Ví dụ như bây giờ kiếp này các vị làm một người Phật tử tu hành cực kỳ dễ thương, thiền định rồi bố thí giữ giới phục vụ nghe pháp tùm lum, chết rồi ôm cái đó mà, ví dụ như vậy, chứ chưa kể là lúc mà ngáp ngáp tay bắt cánh chuồn à, là lúc đó là coi như là mình lại đi tái sanh bằng một cái nghiệp mà cách đây 400 kiếp. Nó chưa nói là tôi đang nói trường hợp là mình đi bằng cái nghiệp thiện kiếp này đó nha. Có nghe ngay cái lúc mà mình tắt hơi đó là lúc đó là không có cái tiền nghiệp quá khứ nó trổ, lúc nào cũng có hết đó, nhưng mà nó có nhầm cái lúc nó trổ 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 trái hay không, trổ quả đó. Nếu mà nó ra trái ngay lúc đó thì mình cầm cái trái nó mình đi nha. Còn nếu như mà ngay cái khoảnh khắc tích tắc đó không có cái nghiệp quá khứ nó chen vào thì lúc đó mình sẽ dùng cái nghiệp ngay cái kiếp hiện tại này. Dạ, các vị còn nhớ đó không? Có bốn loại nghiệp hiện tại đó. Một là nghiệp hiện tại là cái nghiệp mình tạo ngay đời này nè. À, khổ quá luôn. Hiện nghiệp là nghiệp thiện ác trổ quả nhãn tiền. À, rồi cái sanh báo nghiệp là nghiệp thiện ác cho quả ngay kiếp sau. Kể từ kiếp này đó. Rồi còn cái hậu báo nghiệp ta, đúng là có Pali nữa nhưng mà viết mệt quá nha. Hậu báo nghiệp đó là nghiệp thiện ác mà nó cho quả từ kiếp thứ hai trở đi. Wow, đó nó còn có cái vô hiệu nghiệp, tôi không có nói đây làm chi nha. Thì như vậy đó là mình trong cái gì đó là mình tạo nghiệp thiện nghiệp ác, đó là có ba loại. Một là hiện nghiệp thì chắc không có rồi, hiện nghiệp đó là nghiệp thiện ác mà nó quá mạnh đi,
nó có thể cho quả ngay cái nhãn tiền, ngay cái thời điểm nhãn tiền, tức là trong kinh vừa làm cho quả xong cũng gọi là nhãn tiền nha, vừa làm mà nó cho quả liền, tức là thí dụ như mình vừa làm cái chuyện gì đó xong nó là mình được hưởng phúc phúc và hưởng chịu quả ngay tích tắc, thì gọi là cũng là thiện nghiệp. Trường hợp thứ hai nữa là ngày khác, tháng khác, một cái quãng đời khác, ví dụ như hồi trẻ mình làm, cái tuổi trung niên mình mới 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 mới, mới có cái quả đó, quả ác và quả xấu, quả thiện. Hoặc là tuổi trẻ làm tuổi già nó mới gặt gặt hái, hoặc là trung niên làm thì tới tuổi già nó mới hái, miễn là trong cái kiếp này thì gọi là hiện nghiệp hết nha. Nhanh nó thì ngay trước mắt, còn chậm thì nó trễ đi vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm, vài thập niên đó, nhớ cái này nha, hiện nghiệp đó. Còn cái là nghiệp thứ hai là nó trổ quả sau khi ta tắt thở, còn cái nghiệp thứ ba là nó trổ từ cái đời thứ hai kể từ cái đời này trở đi, nhớ nha. Đó, cho nên là dầu cho mình có tu hành cỡ nào đi nữa, mình chỉ quân tập được có vài chục năm thôi, còn cái chuyện mà khi mình tắt thở đó là mình sẽ phải đi theo tới vô số nghiệp, chứ không phải chỉ riêng cái nghiệp của kiếp này. Nói chung là đứa nào mạnh nhất thì nó sẽ cho quả lúc đó. Cho nên trong kinh nó ví dụ giống như cái này phải ghi này, giống như bầy bò buổi sáng ra khỏi chuồng, con nào mà đứng gần cửa chuồng nhất thì sẽ ra ngoài trước nhất. Có hiểu không ta? Cái việc giống như bầy bò buổi sáng mà ra khỏi chuồng, con nào gần cái cửa chuồng nhất thì sẽ ra ngoài trước nhất. Ở đây cũng vậy, khi mà các vị tắt thở đó thì cái nghiệp nào mà nó ngay cái lúc nó trổ quả đó thì nó sẽ cho, nó sẽ kéo các vị đi. Thế như cả đời các vị coi như là cùng hung cực ác, đâm cha chém chú không, nhưng mà đến cái lúc mà cận tử ngáp ngáp đó thì lúc đó một cái quả lành nào từ cái đời quá khứ xa xưa nó trổ thì coi như các vị vẫn đi lên như thường, vẫn đi lên như thường. Trong khi đó một đời mà các vị coi như là tu hành coi như ngon lành không, mà trong khi nó cái lúc mà cận tử mà nếu mà có một cái tiền nghiệp mà tào lao nào đó trong quá khứ mà nó nhầm cái lúc nó ra trái đó là phải chịu thôi, phải chịu thôi nha, phải chịu thôi. Ví dụ như thế này là thằng Tèo với thằng Tí, là thằng Tèo nó làm điếm nó kinh hoàng luôn, nó ăn nó nhậu nó chích nó hút nó nghiện ngập tùm lum hết, nó chớ hề mà động tay động chân ra ngoài vườn ngoài ruộng nó làm cái gì hết. Nhưng mà cách đây 6 năm 8 năm về trước, có một lúc nó trồng sầu riêng, măng cụt, nhãn, ổi, dôm chôm, cho nên bây giờ nó giàu, nó có hư đốn nghiện ngập liêu lỏng đi nữa nhưng mà cái vườn của nó vẫn đầy cây trái hết. Trong khi thằng tư nói xiên quá trời quá đất xiên luôn, coi như nó quần quật đầu tắt mặt tối. Nhưng mà khổ một chỗ là những cái cây mà thằng Tý nó trồng tạm thời chưa đến lúc nó ra trái, các vị nghe kịp không ta? Tạm thời nó chưa có ra trái thì thằng Tý coi như nó xiên bằng trời nó cũng phải chịu thèm, chứ nó không thể nào nó có để nó ăn nha. Cái chuyện như vậy đó mà cái chánh hình như lại không lại hỏi là biết làm thế nào thì đi chết đi nha, hiểu tới đó giảng tới đó rồi mà không hiểu thì chỉ có cách là đi chết. Thuốc rầy đó tôi bày, thuốc rầy mình uống mình pha với cái nước có ga, ví dụ nước nước xa xị hay là ca ca, nó uống thì nó đi lẹ lắm, cứu mới kịp nha. Ok rồi, bây giờ đó là đó là mình giảng xong rồi chánh kiến rồi đó, chánh kiến như vậy là xong cái bài kinh đó, đó là cái con đường giải thoát có nhiều cách trình bày nha, có nhiều cách trình bày thì cái là nãy đã nói rồi, nhưng mà đây cũng một trong những cách. Bây giờ tiếp theo nè, tiếp theo là cái kinh 73 là kinh chân nhân. Chân nhân, chân nhân cái từ cái tiếng Phạn gọi là Sappurisa, Sappurisa, Sappurisa có nghĩa là hiền nhân, hiền nhân hay là trong đây dịch là chân nhân. Các vị có biết rằng là trong kinh tiếng Việt mình vay mượn rất là nhiều từ, ta vay mượn nhiều từ của lão lão giáo các vị, như gì đạo sĩ hay là
chân nhân nhớ nha. Rồi ở đây mình thấy như thế này, có bốn cái trường hợp. Trường hợp một, trường hợp trước khi mà nói chân nhân là gì, thế nào là hiền nhân á, thì trước hết Đức Phật định nghĩa thế nào là không phải người hiền đó cái đã. Trước khi nói thế nào là hiền nhân thì ngài nói về cái kẻ không phải hiền nhân, thì nó lòi ra cái ông hiền nhân chứ không có gì hết trơn. Cái trường hợp một á là trường hợp một chưa được hỏi đã nói xấu người khác. Trường hợp hai hợp đó là không biết tán thán ai, dầu được đề nghị, nói chi là không được hỏi. Cái số 3. Dầu không ai hỏi cũng tự nói tốt về mình, nói chi là có người gợi ý. Rồi trường hợp thứ tư đó là không bao giờ nhận mình sai, nói gì là không ai gợi ý. Không biết có hiểu không ta? Bốn pháp chân nhân. Một người được hỏi là đã nói xấu người khác, nói gì là được hỏi. Trường hợp thứ hai là không có biết tán thán ai, thì dầu có được người ta đề nghị cũng không nói, nói gì là không ai đề nghị. Đó, cộng như vậy thì ngược lại bốn cái trường hợp này á thì được gọi là cái bậc quân tử hiền nhân. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi nha. Như vậy nói gọn lại đó, nói gọn lại đó, nói thì từ từ trong nước là chốt lại đó ha, nói gọn lại đó thì cái kẻ mà tiểu nhân á, chỉ thích nói tốt về mình, e ngại nói tốt về người khác. Rồi thứ hai là gì ta? Chỉ thích nói xấu người khác, e ngại phải tự nhận cái xấu của mình. Đó, tổng cộng là như vậy nhớ nha. Đó, nói chung là khen và chê mình và người, tổng cộng là thành bốn nha, rất là dễ nhớ. Khen và chê mình và người, có nghĩa là cái bậc mà đúng là bậc chân nhân, cái bậc mà quân tử, cái bậc mà hiền trí hiền nhân á, thì là luôn thích nói tốt cho người khác, dầu không có người gợi ý mà miễn có dịp là nói tốt người khác, và không có thích nói xấu người khác dầu có được gợi ý cũng không. Còn về bản thân mình á thì sẵn cái vị hiền nhân quân tử, sẵn sàng nhận cái phần lỗi về mình, dầu người ta chưa có đề nghị là mình đã nhìn nhận, mình có cái gan mình nhận cái phần lỗi về mình nếu mình lỗi thiệt nha. Và vị hiền nhân không có hứng thú lắm trong cái chuyện mà nói tốt về bản thân mình. Đây là bốn điều nha.
bốn điều. Thì như vậy thì bài kinh dài sọc ra mà tôi chỉ lấy có bốn điều mà phi chân nhân thôi, thì nó lòi ra bốn cái chân nhân chứ có, nói chung là ngược lại để nó lòi mấy ông chân nhân ra nha. Mà muốn cho dễ nhớ mình chỉ chốt là có bốn chữ thôi, đó là khen và chê, mình và người. Quân tử biết trong rừng chịu nhớ chưa ta? Alo, trong rừng có chịu nhớ chưa? Trong rừng có chịu nhớ hay không? Rồi, rất là dễ nhớ. Một là mình cứ nhớ thế này: nếu tôi là tiểu nhân, tôi chỉ thích nói về tôi. Đó là một. Kẻ tiểu nhân chỉ có thích nói xấu về người. Nói chung là kẻ tiểu nhân có hai cái thích và hai cái không thích. Bậc hiền nhân cũng vậy, cũng có hai cái thích và hai cái không thích. Kẻ tiểu nhân á, là thích nói xấu người, thích nói tốt mình, rồi không thích nói tốt người mà không thích nói xấu mình. Đấy, đó là cũng là cách nhớ. Còn bậc quân tử hiền nhân ngược lại, không có thích nói xấu người và cũng không có thích nói tốt về mình. Rồi thứ hai đó là không có thích nói xấu người nhưng mà lại có khả năng nhận cái điều ấy về phần lỗi về mình nha. Thì bây giờ nghe qua thì chắc trong đêm là nhiều người ngáp dài nghĩ: ôi cái đề ba cái bài giáo dục công dân có khỉ gì đâu cao siêu. Dạ thưa các bố, nó không có đơn giản như vậy đâu. Các bố có là ai trong cuộc đời này, có tóc hay là không tóc, tôi xin thưa với các vị một chuyện: cái máu hèn ở trong cái phạm vu mình nó mạnh, nó cuồn cuộn như thác đổ nha. Cái máu hèn á, máu hèn là cái gì? Là mình không có dám nhận mình là thằng tồi, thằng hèn, mình không có dám, mình khó có cái khả can đảm mà nhận lỗi về mình đó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa, cái khuynh hướng của thiên hạ đó là thích đạp cho mày chết, phù thịnh không có phù suy, đứa nào mà đang thị phi tai tiếng là cho mày chết luôn. Cái khuynh hướng của chúng sanh là như vậy. Trong cái máu của mình, trong cái huyết quản của mình, trong cái dòng chảy phàm lâm của mình, cái tánh đố kỵ nó coi như là hun hút ngàn trượng đó, chứ không phải thường. Cho nên có điều kiện mà cho thằng nào chúng sinh đó là mình đạp thẳng cẳng. Còn cái chuyện mà thò tay kéo người ta lên, mình ít có quởn lắm, mình ít có rảnh lắm, nhớ nha. Cho nên bài kinh này không phải là bài kinh mà giáo dục công dân, không có phải. Mà cái bài kinh này là một cái cú đấm thẳng vào cái tử huyệt phàm tâm của chúng ta đó, nói thẳng là cái hèn của từng kẻ phàm phu chúng ta đó nha. Hôm qua tôi nói rồi mà, qua có mấy người tào lao là không có hiểu. Tôi nói nếu mình không có ưa ta thì mình ngừng lại ở cái mức đó, chứ đừng có đi xa qua tới cái ghét. Không thích nó khác mà ghét nó khác nha. À, không thích có nghĩa là mình không có lăng la, nhưng mà mình không có đem người ta để vào lòng của mình, để ngày đêm mà mình tưởng nhớ với một cái nỗi niềm hằn học sôi sục nha. Cái đó là quan tới ghét rồi. Và đằng này không ưa có nghĩa là tôi không để bóng dáng lại bên thềm lòng của tôi. Đâu đâu có hiểu cái thềm lòng không ta? Cái thèm lòng, cái tấm lòng mà mình không có cho nó, cái bóng dáng nó ghé vào, nó như là nó mà chứa nó vào bên trong, nhớ nha. Còn ở đằng này á, là tôi nói, đã nói lại, không thích thì hãy để nó dừng lại cái mức không thích, chứ đừng có đi sâu đi xa làm chi. Nó chuyển qua ghét, mà nếu mình lỡ trót ghét, có trót có thành kiến, có ác cảm với người ta, thì hãy để nó dừng lại ở cái mức ý nghiệp thôi, cái là để trong lòng cho mình biết mình thôi, chứ không nhất thiết phải cho nó tuôn ra lời, cho nó lôi ra ngoài thân ngoài miệng chay nha. Nó không có lợi cho mình hết đó, nha. Rồi, cho nên cái bài kinh chân nhân này nó sâu ở chỗ nào? Nó sâu là bởi vì bài kinh này có cái nội dung mà chọt thẳng vào cái tử huyệt của phàm tâm nha. Tức là chúng ta có cái khuynh hướng thích nó tốt về những người mình thương đấy, mà ngại nhận cái phần xấu phần lỗi về mình và về những người mình thương đấy. Rồi, cái tốt mà cũng vậy, cái tốt mình thích nhận cái tốt về mình, về người mình thương, còn cái xấu thì mình đẩy hết cha cho thiên hạ có dồi luôn, chứ còn mình thì không, mình lúc nào cũng thơm phức nè. Đấy, cái bài kinh này nó sâu kinh dị lắm. Mà bởi vì sao vậy? Nó là vì sao nó lòi ra cái hèn này, là bởi vì cái một lý do đơn giản thôi: thân kiến. Khi mà mình chưa hiểu mình á, cấu tạo như thế nào, mình mới tìm thấy qua đó một cái tôi. Và dĩ nhiên cái tôi ở đâu thì cái của tôi nó nằm kế bên. Khi mà cái tôi và cái của tôi mà nó lớn, nó quan trọng, nó lớn chuyện đối với mình, nó mới lòi ra cái diện mặt mũi sĩ diện nha. Rồi nó mới lòi ra cái diện gọi là thị phi khen chê. Chứ một cái người mà họ đã gọi là coi nhẹ cái hình hài này,
chán sợ cái sự hiện hữu này, chán sợ cái sự góp mặt trong cái cõi trầm luân này, thì họ không có hơi đâu mà phải bận tâm đến chữ khen chê. Các vị không có tin á, thì tôi đành phải làm một chuyện rất là ác, đó là tôi cầu cho các vị bị bác sĩ phán, thấy không, phán hoặc là tặng cho một cái giấy xét nghiệm gửi qua bệnh viện ung bướu quốc gia nha. Thì lúc đó chưa có đắt gì hết đâu, còn khuya mới đắt, nhưng mà chỉ cần nhận cái miếng giấy là đề nghị xét nghiệm là các vị có thể, cái tình hình nó thay đổi nhiều lắm. Lúc đó người ta có đứng trước nhà mình mà người ta chửi cha mình thì cái khả năng mà chịu đựng của mình rất lớn. Là vì sao? Là vì cái giấy xét nghiệm của bác sĩ nó đang phất phơ trước mặt mình như là một lời réo gọi từ bên kia huyệt mộ của tử thần nha. Chỉ cần bác sĩ nghe chứ bác sĩ chưa có nói bệnh, bác sĩ nói hình như bây giờ tôi sẽ gửi anh chị qua bên đó nha, còn bên đó nói làm sao chứ tôi thấy nó hơi ngộ ngộ. Thì chỉ cần bác sĩ phán chừng đó thôi là quý vị thấy là mình thay đổi 180 độ luôn nha, chứ chưa có đắc gì hết, chưa có thấy Phật, chưa thấy thánh gì hết. Chỉ cần bác sĩ thôi, chỉ cần gặp bác sĩ mà không phán cái đó một phát là coi như là kẻ phàm phu nào cũng phải là... Mà nói tới đây tôi mới nhớ một chuyện, có một cái chiếc thuyền bươm bô thì buôn á, thuyền buôn nó đi trên biển, thì coi như là ông thuyền trưởng ông đang ngồi tính toán sổ sách ghi chép trong phòng cái cabin thuyền trưởng, thì nguyên cái đám thủy thủ nó chạy vô mặt tái mét không còn một miếng máu, nó nói thuyền trưởng ơi có hải tặc trước mặt. Ông hỏi tàu lớn tàu bé đông hay là ít, nó dạ chắc tụi này khoảng chừng 5-7 đứa. Thì thuyền trưởng mới nói là hãy tìm nhanh cho ta cái áo khoác màu đỏ. Thì tụi thì thủy thủ nó chạy nó đi tìm cái áo khoác màu đỏ cho ông mặc. Thì ông mặc xong ông tả xong hũ đột ông giết sạch tụi ăn cướp. Thì tụi thì thuyền trưởng tụi thủy thủ nói tại sao mà ông chọn cái áo đỏ, là bởi vì lúc đó ta muốn các anh em trong đoàn không thấy ta chảy máu để các vị can đảm chiến đấu không? Nhưng mà vài ngày sau thì tụi thủy thủ chạy vô nó báo dạ thưa thuyền trưởng lại có cướp mà kỳ này đông gấp 5 lần kỳ trước. Cảm nói vậy hãy kiếm người ta cái quần đen. Kiếm cho ta cái quần đen thì thủy thủ nó ngạc nhiên nói tại sao, nó nói kỳ trước nó quá ít thì ta không muốn anh em thấy ta đổ máu để sĩ khí rồi là dâng lên, nhưng mà lần này nó đông quá thì ta không muốn anh em thấy ta bị trục trặc cái gì hết, cho nên mặc cái quần đen cho nó chắc ăn đấy. Ok bây giờ mình viết giả cái rung rung có hiểu không ta, cái rung này nó ác cái chỗ đó là không chịu hiểu những cái vấn đề mà nó tâm linh kia. Rồi tiếp theo là mình học cái kinh Người Vợ Trẻ ở trong tiếng Pali, nó có một cái chữ rất là độc đáo đó là cái chữ Pali gấp phát. Rồi tôi sao kỳ thế, tại sao thì trước mặt cái quần đen các vị không hiểu hả? Trời đất, tôi không phải kể chuyện tào lao, tôi thử quý vị thôi, mà cái chuyện đó mà không hiểu đó thì làm sao nghe hiểu kinh được trời. Mặc áo đỏ là để không thấy máu, còn mặc quần đen là để không thấy cái gì không nên thấy. Ông nghe mà đối phương nó đông gấp 5 lần cái gì nó ra được nó ra hết á. Rồi bây giờ là trong bây giờ trong cái bài trong room này có ai biết cái bài kinh Từ Bi không, trong bài kinh Karani mình có biết không ta, trong bài kinh đó nó có cái chữ Appa Gappo có nghĩa là không có bạc mạng bất chấp. Cho nên hồi nãy đó, khi mình chuyển qua bài kinh mới chưa gì hết là tôi đã hỏi tôi đã viết cái chữ bài gấp phá có nghĩa là bạc mạng liều mạng bất chấp không kể trời đất bất kể quân thần thì gọi là bài gấp phá nha. Thì Đức Phật ngài dạy rằng một cái vị mà tăng thọ tỷ kheo hồi mới tu đó, thì đúng là áp bài gấp phá, có nghĩa là đi đứng nói năng luôn luôn chừng mực trọng, biết chuyện biết cái nào lúc nào nên tiến nên thoái, lúc nào nên cứng nên mềm, luôn luôn ý tứ cẩn thận. Lúc mới tu á, nhưng mình dần theo thời gian năm tháng bắt đầu nó chai dần đi, cái sự cẩn trọng nó từ từ nó bị lơi lỏng, nó bị bỏ ngỏ nha. Rồi quen biết người này người kia, rồi bản thân mình thì niên cao lập trưởng,
có quen biết, có uy tín, có chút tiếng tăm, cũng học trò đệ tử, rồi dần 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 mình thấy người ta bái lại quỳ quỳ cơm bưng nước rót để nó quen. Sẽ có một ngày mà coi như mình gọi là không còn gọi là như cái thở nào mới tu nữa, mình gọi là hành xử một cách bạc mạng liều lĩnh bất chấp, thì cái đó tiếng Pali gọi là bằng gấp phát. Cho nên Đức Phật ngày dạy là người trong đạo hay ngoài đời phải luôn luôn nhớ rằng là chúng ta ở đời phải tương đãi như tăng, tương đãi như tăng có nghĩa là lúc nào cũng nên giữ lại một tí khách sáo, một tí cái khoảng cách để cần thiết trong cái hành xử đó, nó quan trọng lắm nha. Tào họ có một câu là phu phụ tương đãi như tăng, dầu lấy nhau 40 năm có với nhau 8 mặt con thì thân thiết gì thân thiết, kề vai tựa má đầu gối, đầu áp tay gối cỡ nào nhưng cũng phải có một cái chừng mực nha. Lúc nào nói chuyện nhau cũng dạ. Cái người Việt Nam mình là không có cái đó, người Việt Nam mình nghe dạ họ kỳ lắm. Có mấy lần ấy mà tôi dạ qua, tôi dạ bằng bằng phone hay là tôi viết, mà tôi dạ có mấy người trong nước họ nói chứ đừng có dạ, dạ không có tội, nhưng mà thật ra cái chữ dạ đây nó làm mềm đi cái không khí thôi nha. Mà họ hiểu chữ dạ có nghĩa là tôi đọc họ trên đầu thôi, họ kêu đừng có dạ. Chứ đúng ra thì phu phụ tương đãi như tăng, tôi không có vợ, không có con, không bồ, không bịch, nhưng mà tôi rất là ngưỡng mộ mấy cái trường hợp mà tôi thấy người ta nói chuyện với nhau đó, cứ là anh em ngọt sớt và vợ chồng cứ dạ lẫn nhau, đặc biệt là bên Mỹ. Tôi có thấy một cặp vợ chồng mà năm nay ông chồng 94 mà vợ 86 mà họ mùi coi như hơn là cái gì, cái là bả nói chuyện vẫn anh xưng em nha. Mà một dạ hai cũng dạ đẹp quá, không biết mình đi về rồi cửa khép lại thì họ có như thế nào không biết, nhưng mà 20 năm trời biết họ, cụ năm nay là 96 vợ 8, vợ ổng 94 vợ 86 mà coi như là đúng là tương đãi như tăng nha. Tương đãi như tăng thì ở đây cũng vậy, vị tỳ kheo ở trong đạo rồi phải có đủ cái chánh niệm, phải có đủ cái từ tâm, phải có đủ cái trí tuệ, phải có đủ cái tế nhị để mà suốt một đời tu, dầu đạo nghiệp có cao như núi nhưng mà vẫn luôn luôn khiêm nhu nha, luôn luôn khiêm nhu, không có liều lĩnh bản mạng bất chấp, phải luôn luôn sống banh niệm như thế này. Đoạn 3 của bài kinh này, các tỳ kheo, do đó các thầy cần phải học tập như sau, cần phải tâm niệm như sau, ta sẽ sống với tâm trạng, với cái tâm thái của người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng, có không ta? Alo, có đó, trộn trộn, vừa nói xong là có cái đoạn 3 ngay này, các tỳ kheo, do đó các thầy phải học, phải tâm niệm như sau, ta sẽ sống với tâm trạng của, với tâm thái của người vợ trẻ khi mới đến nhà chồng, là như thế. Và để thực hiện được cái chuyện này thì ta phải có nhẫn nại, phải có hành xả, phải có trí tuệ, phải có từ tâm, chúng ta phải có một núi đạo nghiệp thì chúng ta mới có thể sống bằng cái tâm tình của một người vợ trẻ, một cô dâu mới nha, không phải đơn giản đâu nha. Và đơn giản giống như người ta nói nhẹ nhẹ, người ta nói nhớ chăm sóc cái chậu hoa này giùm, mình chỉ nghe chữ chăm sóc thôi nha, nhưng mà mình biết đằng sau có chữ chăm sóc đó, nó phải có kiến thức, nó có phải có sự nhẹ tay nhẹ chân, nó phải có cái đầu óc quan sát tinh tường. Thì mình mới làm được cái chuyện là chăm sóc cái chậu hoa. Ta chỉ nói nhẹ, ta nói chăm sóc thôi, là mình hiểu nhầm. Tương cưng như trứng hướng như hoa, chỉ cần mình nói cái đó là cái trứng đó nha, thì coi như là người ta tự người ta biết rồi. Cho nên là tôi nói rồi, tôi nói chuyện tào lao, tôi nhớ có anh chàng nó lên xe đò đó, anh xe đò Việt Nam, anh leo lên anh thấy nguyên cái đống bao, anh nhảy lên anh ngồi thì anh nghe cái tiếng cái bà chủ xe có nói có chuyện bể, có chuyện dập, thì anh mới hỏi trời ơi bà cái gì, bà để gì cái gì trong đây vậy, cái anh bà nói sầu riêng. Thì khi mà anh nghe tới sầu riêng thì anh biết cái coi chuyện bể, coi chuyện dập không phải là cái
trong bao mà ảnh nha. Ở đây cũng vậy, khi bạn chỉ nói sầu riêng thôi thì tự nhiên ảnh biết là ảnh phải làm gì, và cái động từ bể và động từ dập đó là cho cái gì chứ không phải là cho cái bao đó. Một chữ thôi quý vị, hiểu ngay tình huống nha. Thì ở đây ngài nói rằng con ta hãy sống với tâm trạng của người vợ trẻ khi mới về nhà chồng là đủ rồi. Các bạn nghe kịp chưa? Rồi tiếp theo bài kinh 75 này nó sâu, tôi nói là bơi không đến bờ mà lặn không tới đáy. Cái bài này mà coi như bà con mà đọc một mình đó thì chỉ có chết thôi nha, chỉ có chết. Đây này các tỳ kheo có bốn cái sự tối thượng này, đó là giới tối thượng, định tối thượng, tuệ tối thượng, giải thoát tối thượng. Bài kinh đọc có nhiều lắm, sâu sâu cái gì trời? Dạ thưa, sâu kinh hoàng. Đây, giới tối thượng là sao? Chỉ có cái giới nào mà dẫn đến cái la hán quả và là cái nếp sống của la hán thì giới ấy mới được xem là tối thượng. Gọi là tối thượng vì vị La Hán không còn gì để trao dồi thêm nữa. Nhớ cái chỗ này nha, Akpatang Uttamasi là cái này là chỉ cho như vậy đó nha. Nhớ những cái đó. Thì bài kinh này là cảm ơn cô giọng mưa nhiều nha. Cái cô này không biết là cái cô làm, xin lỗi cô tò mò một chút nha, cô đang ngồi trước cái mà một mình hay là có ai mất nước cô vậy? Cô đâu còn trẻ nữa phải không? Mà trong khi đó nói là ra là bài, nói là ra thì cái bà này đúng là bà giỏi thiệt nha. Khen thì cũng không phải nên, nó lố bịch lắm nhưng phải khen, bà giỏi thiệt. Một rừng người đông như quân nguyên mà mới đi nhờ kể một cái bà này thì phải nhìn nhận là không biết nên vui hay nên buồn. Rồi ở đây được gọi là giới tối thượng, định tối thượng, tuệ giải thoát tối thượng, có nghĩa là bốn cái này, bốn cái này ở vị La Hán mới được xem là tối thượng cao nhất. À, cái này thì bà con quá dễ hiểu rồi ha, quá dễ hiểu đối với bà con nha. Nhưng mà bốn cây sào nó mới tê tái nè đó, bốn cây sào mới mệt mỏi nè. Cái đoạn số 2, cái đoạn số 2 mới mệt mỏi. Alo, cái đoạn số 2 mới là mệt mỏi nè. Rồi cái đoạn số 2 này nó mà mệt mỏi nè, nó tôi mê là tôi mê cái đoạn xe này chứ không phải là tôi mê cái đoạn trước. Mà đoạn trước thì nó xin lỗi nha, nó hơi quề vốn nhìn ai cũng biết rồi nha, nhưng cái đoạn số 2 này nó là ngon lành nè. Thế có bốn sự ở trên là có bốn sự tối thượng, ở dưới đây ngày cũng tiếp tiếp tục có bốn sự tối thượng, tức là sắc tối thượng, thọ tối thượng, tưởng tối thượng và hữu tượng. Là sao ta? À, là sao sắc tối thượng là sao? Sắc ở đây mình hiểu nôm na đi, mình nói luôn cho mấy cái người mà coi như sơ cơ còn nằm ngửa bú bình nghe giáo pháp ha. Thì cái sắc ở đây mình hiểu nôm na là tất cả những gì thuộc về vật chất, gồm có sắc, thinh khí, vị xúc nha. Trong vô số kiếp sanh tử luân hồi đó, chúng ta đã bao nhiêu lần nhìn thấy những cái mà mình gọi là khoáng chất, là kim loại, là nhân tạo, là thiên nhiên. Về mắt thì chúng ta đã từng nhìn thấy biết bao nhiêu là màu sắc, về chất liệu chúng ta đã biết qua bao nhiêu là chất liệu, còn nói về hình dáng thì chúng ta cũng đã nhìn thấy bao nhiêu là thứ hình dáng tạo tác từ bàn tay con người cho đến cái tự nhiên của trời đất thiên nhiên. Nói chung là từng thấy, từng nghe, ngửi, nếm, đụng bao nhiêu thứ ngoại trần nha. Nhưng mà rồi thì sao chúng ta sao chừng ấy cái thời gian sanh tử, sữa mẹ mình bú nó nhiều hơn là nước trong bốn biển.
máu và mồ hôi của mình đổ ra nhiều hơn nước trong bốn biển, nước mắt mà mình đổ ra nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Trong chừng ấy thời gian dài thăm thẳm, mắt chúng ta đã thấy bao nhiêu là hình dáng màu sắc nọ kia, tai chúng ta nghe bao nhiêu là âm thanh tiếng động nhỏ nọ kia, mũi chúng ta, lưỡi chúng ta, thân chúng ta, ý chúng ta suy tư, chừng ấy căn, nội căn nó biết bao nhiêu là ngoại trần. Ấy vậy mà hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi đây trong cái hình hài của một kẻ phàm phu. Như vậy thì cái sắc tối thượng ở đây là cái gì? Cái gì mà trong vô số kiếp ta chưa từng thấy qua? Dạ thưa, mọi thứ ở đời có hai khía cạnh để quan sát nhận thức, đó là bản chất và hiện tượng, chân đế và tục đế. Các vị nghe kịp chưa? Các vị có nghe chưa? Mọi thứ ở đời có hai khía cạnh để ta quan sát và nhận thức, đó là bản hiện tượng. Thí dụ như về hiện tượng chúng ta gọi nó là mây, gọi nó là sương mù, nhưng mà về bản chất thì nó chỉ là hơi nước thôi, nó chỉ là H2O thôi. Như là chúng ta trong rừng cũng biết, cái gọi là cái thành phần vật chất để cấu tạo nên con người nó chỉ nằm ở trong một cái chôn mà thôi, các vị có biết không? Chôn là gì? Chôn là carbon, rồi cái gì nữa ta, hydro, rồi cái gì nữa ta, O là oxygen phải không ta, oxygen, N là nitrogen phải không ta, nitrogen. Tiếng Việt Nam kêu là ni, nitơ, và có người đọc là ni, nico. Rồi, như vậy thì cái chữ chôn này nó cấu tạo ra con người của mình. Về bản chất á, thì chúng ta chính là bốn cái này: carbon, hydrogen, oxygen và nitrogen. Nhưng mà có một điều đó là bản chất, còn về hiện tượng thì sao? Đó là bản chất của thân người. Về hiện tượng thì là nam phụ, lão ấu, đẹp xấu, rồi cái gì nữa, mập ốm, có đúng không ta? Về bản chất thì là bốn cái kia, nhưng mà về hiện tượng thì là nam phụ, lão ấu, đẹp xấu, mập ốm, lập la lập la, có đúng vậy không? Đấy, thì cái sắc tối thượng ở đây là gì? Có nghĩa là sắc tối thượng ở đây là vật ở cái mức độ rốt ráo nhất mà từ vô lượng kiếp ta chưa từng ta chưa từng biết qua lần nào. Khi mà hiểu được cái bản chất bốn đại là đất, nước, lửa, gió của vật chất một cách rốt ráo, không có thông qua cái kiến thức vay mượn từ người hay sách, ta mới vĩnh viễn không còn đam mê vật chất nữa. Khi hiểu rốt ráo mọi cảm giác buồn vui thật ra là những gì,
ta cũng sẽ vĩnh viễn không còn đam mê hay là trốn chạy bất cứ một cái cảm giác nào nữa. Đây chính là thọ tối thượng. Tưởng tối thượng là sao ta? Tưởng tối thượng là tất cả kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức. Tất cả kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức. Từ vô lượng kiếp mà ta biết qua đó chỉ là ở khía cạnh hiện tượng. Nếu ta biết rằng chúng chỉ là cái sự quân tập của cái biết phàm phu dựa trên cái khía cạnh hiện tượng thì ta sẽ vĩnh viễn không đam mê hay ghét sợ chúng nữa. Bây giờ có hiểu chưa ta? Bây giờ có hiểu cái sắc tối thượng là chi chưa? Trong rung có hiểu chưa ta? Sắc tối thượng có nghĩa là cái khía cạnh mà tận cùng rốt ráo bản chất nhất của vật chất. Mà cái khía cạnh đó khi hiểu được rồi đó, bằng cái trí tuệ mà tu tập đó, thì lúc đó người ta dứt khoát là phải thành thánh, mà thánh phải là thánh tầng cao nhất, chứ còn mà cái thấy của vị A-na-hàm nó chưa được gọi là cao nhất, mà phải là cái thấy của vị La-hán đó. Vị A-la-hán mà khi mà cái vị nó quán chiếu về sắc pháp, quán chiếu về danh pháp là ngài thấy tận cùng, quán chiếu tận cùng danh sắc thì sẽ thấy tất cả đều là khổ đế, sẽ thấy đam mê nào cũng là đam mê trong khổ đế. Tập đế chính là cái niềm đam mê này. Còn thích khổ đế thì còn đầu tư tập đế. Muốn hết khổ đế phải chấm dứt cái niềm đam mê ấy. Sự vắng mặt của tập đế chính là diệt đế. Sống bằng ba cái nhận thức trên đây chính là đạo đế, con đường dẫn đến diệt đế. Tức cái con đường thoát khổ. Tôi không tin ai hết, tôi đành phải vừa giảng mà vừa viết, cái vị có thấy không? Có ai cho tôi được một cái niềm tin hay không? Không có. Đấy. Như vậy thì tưởng tối thượng là tất cả những kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức từ vô lượng kiếp mà ta biết qua chỉ là ở khía cạnh hiện tượng. Nếu ta biết rằng chúng chỉ là sự quân tập của cái biết phàm phu dựa trên khía cạnh hiện tượng thì ta sẽ vĩnh viễn không đam mê ghét sợ chúng nữa là sao? Tôi có cái bằng bác sĩ, tôi có cái bằng luật sư, tôi có cái bằng kỹ sư, tôi có cái bằng dược sĩ, nha sĩ. Tôi là một nhạc sĩ, tôi là một nhà thơ, tôi là một nhà khoa học, tôi là một giáo sư đại học. Đấy. Tất cả những cái kiến thức ghê gớm đó, nó đều là tưởng quẩn hết, nó đều là tưởng hết. Và bao nhiêu kiếp rồi tôi đã sống với cái biết đó, với cái biết mà hồi ức, kinh nghiệm và kiến thức đó.
cái biết cái đó gọi là tưởng, cái tưởng đó tôi đã sống với nó bao nhiêu kiếp mà tôi vẫn tiếp tục là phàm phu, tôi vẫn tiếp tục là đau khổ. Phải đợi đến một ngày, phải đợi đến một ngày mà tôi hiểu ra rằng ồ thì ra do tiền nghiệp, do khuynh hướng tâm lý mà tôi phải trôi nổi từ cái thân này sang cái thân khác trong cái cuộc tử sanh trường mộng. Ở cảnh giới này chán rồi qua cái cảnh giới kia, ở mỗi cảnh giới tôi lại quân tập tích lũy những cái biết khác nhau. Khi tôi làm chó, làm heo, làm dồi, làm trùng, làm biết, thì ở mỗi kiếp như vậy tôi lại quân tập những cái biết khác nhau về cuộc đời, mà dĩ nhiên chỉ là trên cái khía cạnh hiện tượng mà thôi. Phải đợi đến một ngày mà tôi gặp được bạn lành, tôi sống được trú xứ thích hợp và tôi được nghe chánh pháp, tôi mới ý thức được mọi hiện hữu là khổ, rồi thì tôi mới tu tập các hạnh lành mà người ta gọi là ba la mật. Các ba la mật ấy có một ngày kia nó chín mùi, tôi trở thành độc giác hoặc toàn giác, hoặc là tôi trở thành đệ tử của Phật toàn giác, được gọi là thinh văn giác nha. Khi mà tôi quán chiếu danh sắc, tôi thấy à thì ra tất thảy những cái biết, những cái hồi ức, những kiến thức nghiệm xưa giờ của mình nó đi ra từ cái chuyện là nay ghé bến này mãi ghé bến kia mà có. Mà cái biết đó là cái biết trên cái mặt hiện tượng, nó không có xài được. Là vì sao? Là vì những cái biết ấy nó không dẫn đến cái sự chán sợ sanh tử. Con dồi nó thấy đống phân đẹp thơm ngon, con cọp nó thấy máu tươi. Thịt sống là thơm, là ngon, là đẹp nha. Rồi phụ nữ thích cái món của phụ nữ, đàn ông thích cái món của đàn ông, chư thiên thích cái món của chư thiên, mà phạm họ lại thích cái món của phạm thiên. Thì tất thảy chính vì cái duyên nghiệp trong nhiều kiếp cộng với khuynh hướng tâm lý mà tôi có vô số những hồi ức, những kinh nghiệm và kiến thức. Tất thảy cái đồ cái thứ rác rưởi rùi bu không xài được, chỉ có cái biết chiều nay dưới cái gốc bồ đề, dưới cái gốc cây rừng nè, đó tôi mới nhận ra. Thì cái tưởng đó, biết cái tưởng, tất cả những kiến thức mà mình bây giờ mình nhận xét nó ở mức rốt ráo như vậy, nó được gọi là tưởng tối thượng, gọi là tối thượng. Không phải nó là cái gì thiêng liêng cao siêu ghê gớm, mà chỉ vì nó là cái bản chất rốt ráo nhất mà khi hiểu bằng cái trí tuệ giác ngộ của cái vị La Hán, người ta không còn tiếp tục phiền não nữa, nên nó được gọi là tối thượng. Có hiểu không ta? Làm ơn có dùm ba ly dùm cá cho con nhờ nha, trong đây có ghi rõ thế này. Hồi nãy cái cô gì, cô hạt mưa cô có để đó nha, gọi là thí dụ tối thượng là sao? Văn ru băng sắm si tòa ra tăng phá tu nạp tỷ y đăng ru bắc găng nam á nha. C bà nà vô tắc được gọi là sắc tối thượng, là bởi vì đây là cái sắc án xứ, sắc đề mục mà sau khi sắm ma si toán chiếu quan sát rồi a ra tăng phá tu nạp tỷ người ta chứng là hãng quả nha. Thì đây cái sắc đó, cái sắc mà người ta, cái sắc rốt ráo, sắc chân đế đó, cái sắc mà người ta nhìn vào nó để mà chứng là hãng đó, cái sắc nó được gọi là sắc tối thượng. C mà nó vô tất cả các cái khoản kia, các cái điều kia cũng cứ vậy mà hiểu. C mà nó vô cũng cứ vậy, by this way, cũng theo cái kiểu đó mà hiểu nha. Đó. Như vậy thì sắc tối thượng là sao? Có nghĩa là sắc pháp ở cái mức độ rốt ráo nhất mà khi thấy được rồi, người ta không còn cái tài nào để mà đam mê trong vật chất nữa. Còn thọ và tưởng ở đây là chỉ phải ghi nữa, thọ và tưởng ở đây á, ám chỉ cho danh pháp nói. Nhớ nha, thì thứ nhất đó là được gọi là sắc tối thượng, là bởi vì đây là cái sắc pháp mà ở cái bản, ở cái mức độ
rốt ráo nhất sau khi rồi nó giống như hồi nãy tôi nói đó, mình không biết gì hết, mình thấy hoa hậu hay quá, diễn viên người mẫu hay quá, phải không? Nhưng mà khi mình hiểu nó chỉ là bốn cái alphabet thôi. Một là carbon, hydrogen, rồi thì là oxygen, rồi là nitrogen. Biết rõ bốn cái này tự nhiên mình cũng hơi nản, hoặc là nếu mình là một bác sĩ pháp y hoặc là một sinh viên trường y mà mới vừa mổ xong một cái xác người để thực tập đó, thì tưởng tượng lúc đó là mình thấy mình quải cỡ nào, quý vị biết không? Thì dĩ nhiên vài bữa nó phôi pha, nhưng mà phải nói là khi mình hiểu tới nơi tới chốn thì mình nản lắm. Chẳng hạn như bây giờ các vị biết người mình là mấy chục phần trăm là nước không, các vị có nản không? Nản chứ quý vị nha. Các vị tưởng tượng bây giờ một cái hình hài mà mình bao nhiêu điên mê, chứ phải đam mê, mà điên mê đắm đuối nhớ nhung, phải nó mất ăn mất ngủ, gầy gò xanh xao vàng vọt, tưởng sao chỉ cần mà nó mắc thở nó không thở nữa, thì trong vòng có, nếu xứ nóng thì là 24 tiếng đồng hồ, còn xứ lạnh đó mà thiếu phọc mon đó, thì cũng phải 3 ngày là bắt đầu nó chảy nước nha. Xứ lạnh mà không có dít phọc mon đó, thì 3 ngày nó chảy nước, mà xứ nóng mà 24 giờ đồng hồ không có máy lạnh là nó chảy nước, là lúc đó coi như nó đẹp cỡ nào. Cách đây mấy ngày nó làm nó cho mình cầm cái tay là nó nói mình mất ngủ 3 đêm. Bây giờ chỉ cần ai đó mà lấy cái tay của nó mà để vô tay mình tiếp tục mất ngủ 3 đêm mà coi như bỏ ăn luôn, nó ớn muốn chết nha. Nhưng mà khi mà nó còn thở, nó còn thân nhiệt, rồi nó biết tắm rửa, nó biết xài nước hoa, mỹ phẩm, nữ trang, các thứ phụ kiện, thì tự nhiên nó đi bước nào là mình chết theo bước đó. Nó nhún, nó nhảy, nó sàn, nó lắc là cái tim mình nó cũng đông đưa cái nhịp buồn theo đó. Tối về tha hồ mất ngủ lầm thơ. Nhưng mà cái thứ mà nó tắt thở rồi đó, mà coi như là mới hồi chiều nó hẹn đi ăn chè, mới hồi nãy nè, lát sau nghe nó bị đụng xe rồi, bây giờ là gia đình nó mới đem về nhà xác, gia đình nó cũng neo đơn, mới nhờ tối vô đó mình coi giùm để cho em nó đừng có quạnh yêu. Thì cái vị tưởng tượng có cái thanh niên nào dám vô đó để mà cho em nó bớt quạnh yêu, hiếm lắm. Mà tôi hỏi còn cái nước non nào nữa mà vô, hồi xưa còn em chứ bây giờ em có gì, giờ kêu bà nội với em cái gì nữa. Cho nên đó là khi mà trong cái cõi sanh tử luân hồi rất là nhiều kiếp, chúng ta đã trải đã sống với bao nhiêu lần, chúng ta sống với sắc, với thọ, với tưởng. Nhưng mà những sắc, những thọ, những tưởng ấy nó có đưa ta được về đến bến bờ nào không, giải thoát không? Không, nó toàn đưa đi về cõi đọa thôi, cho nên chúng không được gọi là tối thượng. Nhưng mà sắc nào, thọ nào, tưởng nào mà ở chỗ nào mà khi nhìn thấy nó ta bèn đắc a la hán, ta bèn không còn thích, không còn ghét nữa, thì cái đó được gọi là tối thượng. Chữ tối thượng đây có nghĩa là như vậy đó, kính thưa quý vị. Và thế nào là hữu tối thượng? Dạ, hữu tối thượng ở đây Phật quát ra, hữu tối thượng ở đây chính là cái kiếp sống cuối cùng của vị La Hán. Vì sao cái kiếp sống cuối cùng này được gọi là kiếp, được gọi là hữu? Hữu đây có nghĩa là một cái từ đồng nghĩa với kiếp sống. Tại sao cái kiếp sống cuối cùng của vị A La Hán được gọi là kiếp sống tối thượng? Dạ rất dễ hiểu. Mấy cái kiếp sống khác đó, chết rồi còn đi nữa, chết rồi còn đi nữa nha, còn chuyện phải làm nữa, sao được gọi là tối thượng? Riêng kiếp sống của vị La Hán được xem là tối thượng là vì ít nhất hai nghĩa. Một, vị này không còn chỗ để đi. Hai, không còn gì để phải nỗ lực nữa, nên được gọi là tối thượng. Các vị có hiểu không? Alo, được gọi là tối thượng. Và nếu muốn thì kể luôn cái thứ ba, đặt ra cái thứ ba thì nó hơi quệ vốn, nhưng mà thích thì kể luôn cái thứ ba. Cái thứ ba là không có đối tượng nào mà xứng đáng cúng dường hơn vị La Hán, nên cái kiếp cuối cùng của vị này, của vị này được gọi là
hữu tối thượng, tức cái kiếp sống cao nhất. Đó, tức kiếp sống cao nhất là bởi vì đây là kiếp của một con người, không còn chỗ nào cao hơn để đi, cũng không còn chuyện gì để làm. Và cái thứ ba là đây là cái đối tượng cúng dường cao nhất, nhớ nha, đối tượng cúng dường cao nhất. Đối tượng cúng dường cao nhất, trời đất ơi, chữ xứng mà viết chữ S, đúng là yêu nước. Viết chánh tả mà vẫn đem được cái bản đồ quê hương vào trong đó. Ok, các vị hiểu chưa? Bây giờ nè, bây giờ là 5 giờ rồi, phải cho tôi mới vừa đi vào, quên, sẵn bên nào cho tôi được được minh quang bữa. Có người nói xấu tôi là tôi nói rằng đó là lúc này tôi bận, đúng à, tại vì tôi đang đi luyện thi nha, tôi đang luyện thi tiếng Đức, tôi vì khiêm tốn cực kỳ, chậm không có nói, chậm như nói chậm đang đi có cái lớp học thôi, mà họ đồn nhau là tôi đi coi bóng đá. Các vị nghĩ trên đời này có cái kẻ nào nó ác hơn như vậy? Nó đồn nhau là tôi là suốt tháng qua là tôi coi bóng đá, cho nên tôi dời cái giờ giảng. Các vị tưởng tượng có cái tên nào nó ác hơn cái tên đó không? Nhưng mà thật ra đó là tôi từng sang ngày 20 tháng 7 là tôi mới thi đấy, và trẫm không hề biết bóng đá là gì, mặc dù biết nó nhưng mà không có thích. Và chỉ trên điện chỉ có để ý ai 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 ai, ai đá ai đá thì thỉnh thoảng để ý, và chỉ biết ở là Pháp có thắng, Croatia thua rồi, Pháp thắng 4-2, biết bao nhiêu đó, và là hoan hỷ cho kẻ nào mà cá độ mà chọn Pháp, mà xúc động cảm cho cái kẻ nào chọn Croatia, và mong sao dùng tâm tùy hỷ cho kẻ nào chọn Pháp, mà dùng tâm đại bi cho kẻ nào chọn Croatia. Ok, chúc các vị một ngày vui, và ngày mai mình gặp nhau tiếp. Idam me nyati nam ko tu kita hontu nyatayo. Idam me nyati nam ko tu sukita hontu nyatayo. Idam me nyati nam ko tu sukita hontu nyatayo. Idam me punyang asuwa khaya vahantu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabbasattanantimma. Sadhu, sadhu, sadhu.